Việt Nam lên tiếng về bảo hộ công dân ở Đài Loan, Sudan. Ngày 20 tháng 4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhận được câu hỏi từ truyền thông nước ngoài về công tác bảo hộ công dân ở Đài Loan. Theo đài truyền hình Bonis của Hồng Kông, vừa qua Indonesia đã lên kế hoạch sơ tán 350.000 công nhân nước này ở Đài Loan trước những căng thẳng vừa qua giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Việt Nam có kế hoạch đưa kiều bào về nước tương tự hay không? Các nước ASEAN có cùng bàn bạc về phương án ứng phó chưa? Đài Bonis nêu câu hỏi. Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt khẳng định việc đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài là chủ trương luôn được đảng và nhà nước coi trọng. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hòa bình, hợp tác khu vực và thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh. Cũng liên quan đến công tác bảo hộ công dân, trong họp báo ngày 20 tháng 4, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhận được câu hỏi về tình hình của người Việt Nam ở Sudan. Xung đột vừa mới bùng nổ ở quốc gia châu Phi ngay cuối tuần vừa qua, nhưng đã khiến hơn 3.300 người chết và bị thương. Theo ông Việt, hiện có một nhóm người mang quốc tịch Việt Nam, Úc, đang sống ở thủ đô Khartoum và 16 thuyền viên Việt Nam đang ở gần đó. Các công dân này hiện giờ vẫn an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan sẽ tiếp tục theo dõi, quan sát tình hình và chuẩn bị biện pháp bảo hộ cần thiết khi cần, ông Việt nói. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.